Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 8 tháng 5, Ban chỉ đạo 902 của tỉnh đã tổ chức hội nghị cho ý kiến về kế hoạch tiếp tục thực hiện việc triển khai đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Thực hiện đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, đến nay Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đã hoàn thành một số nội dung công việc gồm: hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 theo quyết định số 259 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, lấy ý kiến các địa phương thuộc thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn, đang khẩn trương thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, đề nghị công nhận thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đạt tiêu chí đô thị loại 1 và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các xã thị trấn dự kiến thành lập phường. Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xem xét dự thảo nghị quyết về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Do vậy, Bộ Nội vụ có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu lồng ghép nội dung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa vào trong hồ sơ đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo 902 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương lùi thời gian thực hiện các bước của đề án cho đến khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 được ban hành. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo 902, giao Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện việc triển khai đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa. Trong kế hoạch cần xác định và xây dựng hai phương án tổ chức thực hiện, gồm: phương án 1, cập nhật nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa vào đề án, thành đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa. Phương án 2, giữ nguyên nhiệm vụ của đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa. Công việc này xong trước ngày 11 tháng 5 năm 2023 để xin ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo 902. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội về các công việc nhiệm vụ của đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới cho phù hợp với nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn tiếp tục thực hiện hoàn thành các công việc nhiệm vụ triển khai đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa với tinh thần chủ động, linh hoạt. Những việc đã rõ thì khẩn trương thực hiện, những việc chưa rõ thì tham khảo ý kiến của các bộ ngành trung ương để tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Chiều qua ngày 8 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế Công an nhân dân 13 tháng 5 năm 1953, 13 tháng 5 năm 2023. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh kinh tế Công an nhân dân Việt Nam và lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập tuy còn non trẻ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng an ninh kinh tế Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Công an nhân dân, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nền kinh tế còn non trẻ. Suốt chặng đường 70 năm qua, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng an ninh kinh tế cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, ngày nay, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang không ngừng lớn mạnh và lập được nhiều chiến công thành tích xuất sắc. Với phương châm an ninh chủ động, phát triển phải đi đôi với bảo vệ kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia, Phòng An ninh Kinh tế đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế, góp phần quan trọng đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 70 năm qua.
để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa luôn nhận thức rõ vai trò, trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân, không ngừng học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích dự báo, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong tình hình mới. Đặc biệt, chú trọng tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự các khu kinh tế, khu công nghiệp, các công trình dự án kinh tế quan trọng. Đồng thời, không ngừng nỗ lực học tập rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh phát triển. Tại lễ kỷ niệm, đại diện Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an đã trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục An ninh Kinh tế và Công an tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong chiều ngày hôm qua mùng 8 tháng 5, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Hóa để bàn biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực hiện một số công trình dự án và nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn huyện. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến tại xã Hoàng Vụ, huyện Hoàng Hóa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan hướng dẫn về trình tự thủ tục và lựa chọn danh mục các công trình dự án, các giải pháp thực hiện trong đồ án quy hoạch nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, huyện Hoàng Hóa cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phê duyệt điều chỉnh bỏ khu vực thiết lập hành lang bảo vệ khu vực bờ biển từ thôn Linh Trường phía nam dự án Flamingo đến thôn 1 phía bắc dự án Quý Lâm, xã Hoàng Trường với chiều dài bờ biển 1.850m. Đối với dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, hiện nhà thầu đang tập kết vật liệu để chuẩn bị thi công đoạn kè còn lại, dự kiến hoàn thành trước tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, do điều kiện thi công ngoài biển nên phụ thuộc nhiều vào mực thủy triều. Cùng với đó, việc mua vật liệu cát nhiễm mặn tại cảng nước sâu Nghi Sơn để phục vụ thi công cũng khá bị động, phụ thuộc vào khả năng của đơn vị cung cấp. Những yếu tố này ảnh hưởng quan trọng đến tiến độ thực hiện dự án. Trên cơ sở các kiến nghị của huyện Hoàng Hóa và ý kiến của đại diện các ngành, đơn vị liên quan, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Tiến Lam và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang giao Sở Xây dựng hướng dẫn hồ sơ thủ tục, điều chỉnh quy hoạch theo kiến nghị của huyện Hoàng Hóa và nhà đầu tư theo quy định. Đối với tuyến đường từ khu Linh Trường A xuống khu Linh Trường B và hành lang bảo vệ đê biển, các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản điều chỉnh một số nội dung nhằm khắc phục các bất cập, phù hợp với thực tế của địa phương, đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống thiên tai. Giao huyện Hoàng Hóa xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối người dân trong khu vực bị ảnh hưởng cũng như an ninh trật tự cho nhà thầu thi công. Rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục phần việc theo kế hoạch, tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng thi công các công trình, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư công là một trụ cột rất quan trọng trong tăng trưởng GDP, kích hoạt thu hút ngoài ngân sách, thúc đẩy đầu tư xã hội. Chính vì thế, từ đầu năm đến nay, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương. Năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân được giao gần 87 tỷ vốn đầu tư công. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những dự án trọng điểm, đồng thời yêu cầu các phòng ban tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải ngân và quyết toán dự án. Nhờ vậy, đến ngày 19 tháng 4, huyện đã giải ngân đạt 21,8% kế hoạch, cao hơn bình quân toàn tỉnh. Cái quan tâm của huyện ấy, bây giờ trong cái vấn đề giải ngân vốn đầu tư công ấy, là cái thứ nhất ấy, là phải cập nhật đầy đủ các cái quy hoạch để làm sao làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc kịp thời các cái doanh nghiệp, các phòng, các cơ quan ban ngành có các cái công trình phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Và chúng tôi tin tưởng rằng trong cái vấn đề giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 huyện sẽ hoàn thành, có lẽ là trong quý tư.
từ đầu năm đến nay, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa liên tục có các văn bản chỉ thị yêu cầu các sở ngành, các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên cơ sở nhiệm vụ được giao. Các ngành, các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư cũng đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhà thầu thi công nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ quyết toán những công trình đã hoàn thành để thực hiện giải ngân. Đồng thời, tiếp tục cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các thủ tục liên quan đến khâu chuẩn bị đầu tư, quá trình thẩm tra thẩm định các chương trình dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thi công các dự án. Tính đến ngày 19 tháng 4, toàn tỉnh đã giải ngân ước đạt trên 2.122 tỷ đồng, bằng 17,2% kế hoạch vốn chi tiết được giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Công ty chúng tôi đang thi công nhà thi đấu đa năng huyện Hậu Lộc. Đến nay là cơ bản khối lượng là cũng đáp ứng là tầm khoảng 95%. Về phía ban quản lý dự án và bên đơn vị tư vấn giám sát thì cũng tập trung nhân lực để hỗ trợ nhà thầu, và về nguồn vốn thì là cũng giải ngân kịp thời để nhà thầu là nhanh tiến độ thi công. Ban quản lý dự án thì đã tập trung tháo gỡ một số cái khó khăn cho các nhà thầu như các cái nguồn vật liệu như đất đai. Thứ hai là đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công của các cái công trình trọng điểm, thường xuyên tuyên truyền vận động thuyết phục nhân dân trong chính sách giải phóng bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh vẫn còn 10 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt dưới 10%. Tiến độ giải ngân của các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn ODA còn chậm. Trước thực tế này, mới đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2023, mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Sự vào cuộc quyết liệt triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ góp phần tạo ra nguồn lực tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bước sang quý 2 năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn do biến động giá cả nguyên nhân vật liệu đầu vào tăng, chi phí sản xuất tăng trong khi thị trường tiêu thụ chưa phục hồi. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt xây dựng các kế hoạch chiến lược kinh doanh cụ thể, tập trung ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, đảm bảo việc làm cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, giá nguyên nhân vật liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất đã tăng mạnh. Điều này đã và đang tạo áp lực lớn cho việc duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đại diện doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị điện, cơ khí này cho biết, khó khăn trong vận chuyển, chi phí tăng làm đội giá thành sản xuất nguyên vật liệu của các nhà cung ứng. Doanh nghiệp vì thế cũng phải chấp nhận nhập các loại vật tư, nguyên liệu đầu vào với giá tăng từ 15 đến 20% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí đầu vào tăng, trong khi đó, giá thành sản phẩm vẫn giữ nguyên, buộc doanh nghiệp phải tính toán các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất để giữ vững thị trường. Chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch sắp xếp lại sản xuất để giảm thiểu các chi phí đầu vào. Hai là tổ chức lại các cái đơn hàng để và các cái mối khách hàng để ký kết các cái hợp đồng dài hạn để tạo công ăn việc làm cho anh em. Thứ ba là chuẩn bị cái kế hoạch tài chính từ đầu năm, đổi mới các công nghệ để giảm thiểu cái chi phí lao động, chi phí khấu hao sản phẩm. Trong khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và chi phí đầu vào có nhiều biến động, lạm phát kinh tế gia tăng khiến thị trường đơn hàng sụt giảm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đang tìm mọi cách để có thể duy trì sản xuất. Nhiều giải pháp đã được đưa ra như vừa tính toán chủ động dự trữ nguyên vật liệu đủ sản xuất trong quý 2, vừa tăng cường đàm phán thương lượng với đối tác khách hàng cùng chia sẻ trong giai đoạn khó khăn, đồng thời tiết giảm tối đa các chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hiện tại thì giá nguyên phụ liệu và đầu vào thì tăng từ 5 đến 10%, nhưng mà giá gia công của chúng tôi thì hiện tại là giảm từ 20 đến 30%. Đồng thời là bắt đầu từ mùng 4 tháng 5 thì giá điện là bắt đầu tăng 3%. Thì tất cả các chi phí mà đầu vào và các chi phí kéo theo tăng như vậy thì bắt buộc chúng tôi là phải tập trung vào cái công tác nghiên cứu và tiết kiệm ở ngay đầu vào để làm sao khi ra sản xuất có hiệu quả tốt nhất và để đảm bảo được cho cái thu nhập của người lao động tốt nhất. Thì với cái sự biến động thị trường đấy thì chúng tôi cũng luôn luôn cũng vẫn là theo cái điều hành linh hoạt và nắm sát cái tình hình thị trường, kể cả thị trường thế giới cũng như thị trường trong nước, để là mình đưa ra cái sự chuẩn bị cũng như sự tồn kho cái nguyên liệu ở mức hợp lý, giảm các cái chi phí kể cả về thị trường cũng như là chi phí về quản lý và cái chi phí trong quá trình sản xuất tiêu hao
nguyên vật liệu vật tư để thế nào là có cái sức cạnh tranh trên thị trường. Các chuyên gia kinh tế nhận định nền kinh tế thế giới và trong nước trong quý 2 năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, chưa thể tăng trưởng bứt phá nhưng sẽ cải thiện hơn so với quý 1. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 238 về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trong thời gian tới. Nhiều chính sách về giảm, gia hạn thuế, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh cũng đang được các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Trong lúc này, các doanh nghiệp cần chủ động theo sát tình hình, diễn biến của thị trường, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước để hoạch định những chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường, nỗ lực vượt khó ổn định sản xuất kinh doanh. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Hiện nay, huyện đang tập trung dồn lực, quyết tâm để về đích huyện nông thôn mới trong năm 2023. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và đã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Trong đó, xã đã huy động nguồn lực mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng hệ thống đèn điện chiếu sáng, gắn bảng tên đường, số nhà và xây mới, nâng cấp nhiều công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Các tiêu chí này cũng được xã lựa chọn là tiêu chí nổi trội để hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong nửa đầu năm 2023. Xây dựng nông thôn mới là nó đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho mỗi người dân và đường làng ngõ xóm cũng như là phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành một vùng quê đáng sống. Chính từ những công nhiệm vụ đó thì đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Hoa Lộc của tôi cũng xây dựng tích cực đóng góp để hoàn thiện các tiêu chí phục vụ cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Phấn đấu về đích huyện nông thôn mới trong giai đoạn có nhiều khó khăn khi các tiêu chí nâng cao hơn. Vì thế, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hậu Lộc đã xác định phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, cùng với chỉ đạo các xã về đích nông thôn mới đạt 100%, huyện Hậu Lộc đã thực hiện song song các tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng hoàn thành nhanh và vượt trội các tiêu chí. Từ đó, huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương và các ngành chức năng thực hiện, đồng thời tập trung khai thác nguồn lực tại chỗ theo hướng phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Huyện Hậu Lộc cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các xã phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ, kích cầu xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hiện huyện đã có 18 trên 21 xã về đích nông thôn mới, 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 19 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,6 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,71%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên và toàn huyện đã có 12 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh. Khi mà huyện nông thôn mới thì đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tập trung có một niềm tin đầu tư vào huyện, hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Người dân ở cơ sở thì rất là đồng lòng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình của huyện đề ra thì người dân đều tham gia tích cực về hiến đất, rồi là phong trào làm vệ sinh môi trường, dọn dẹp vệ sinh, rồi đóng góp để hoàn thành các công trình đường giao thông, các công trình văn hóa, các trường học. Bảo đảm một số cơ sở vật chất cho một số cái nhà văn hóa của các thôn, cũng như là vật chất, bàn ghế của trường học, tổ chức các cái hoạt động trong cái việc là giúp dân xóa đói giảm nghèo. Đến thời điểm này, huyện Hậu Lộc đã đạt 7 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới là quy hoạch, giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai, điện, kinh tế, chất lượng môi trường sống, hệ thống chính trị, an ninh, trật tự, hành chính công. Để về đích huyện nông thôn mới trong năm 2023, huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo thành lập 112 tổ công tác là cán bộ công chức viên chức các phòng ban cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tình nguyện về các thôn tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thôn nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện cũng đề ra 12 giải pháp thực hiện và 6 chương trình hành động trong xây dựng huyện nông thôn mới. Với những kết quả đạt được, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, huyện Hậu Lộc quyết tâm sớm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, Sầm Sơn đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách.
những năm gần đây, với hạ tầng ngày càng hiện đại, hàng triệu du khách đến Sầm Sơn không chỉ tắm biển, thưởng thức các sản phẩm du lịch đặc sắc mà còn được nghỉ dưỡng với các loại hình lưu trú đa dạng. Loại hình lưu trú homestay không phải là mới, tuy nhiên tại thành phố biển Sầm Sơn thì được xem là khá mới lạ. Tại homestay vườn Phố Sơn, khu lưu trú được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn. Các phòng cộng đồng được thiết kế tao nhã nhẹ nhàng bằng những nguyên vật liệu hoàn toàn tự nhiên. Mọi thứ dường như khá đơn giản nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Tính ưu việt của loại hình này là du khách sẽ được trải nghiệm văn hóa độc đáo tại địa phương với mức chi phí hợp lý, chỉ khoảng 150.000 một người một ngày. Ngoài cái sự vui chơi náo nhiệt thì khi mà về đến homestay sẽ là sự bình yên. Khi mà mọi người cả gia đình quây quần cùng nhau, có thể là trong một cái nhà sàn rất là đơn sơ nhưng gọn gàng, cộng với là một buổi tối có sân khấu rất là thơ mộng để mọi người có thể hát cùng nhau rất là vui. Với những ưu thế về không gian, tiện ích và giá cả, những năm gần đây, các villa biệt thự nghỉ dưỡng có thiết kế từ 6 đến 10 phòng ở là sự lựa chọn của rất nhiều du khách, nhất là phân khúc khách tầm trung, đoàn đông muốn có một không gian riêng cho tập thể gia đình mà tiện ích, dịch vụ vẫn được đáp ứng đầy đủ như ở khách sạn 3, 4 sao. Năm nay thì sẽ có một cái hứa hẹn rất là tốt vì là cao tốc Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa thì đã được thông từ 30 tháng 4. Thì từ những cái lý do đấy thì chắc chắn một điều là cái kinh doanh du lịch mà đặc biệt hình thức villa sẽ còn được ấp đầy hơn năm cũ, 5 năm trước nữa. Bởi vì với cái tính toán của chúng tôi là năm rồi chúng tôi đón cũng khoảng được hơn 4.000 khách. Thì năm nay hy vọng là cái số nó không dừng lại đấy mà nó có thể là lên đến gần 5.000 hoặc 5.000 khách. Trên địa bàn thành phố Sầm Sơn hiện có hơn 700 cơ sở lưu trú gồm các loại hình khác nhau với gần 20.000 phòng. Trong đó có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp. Hệ thống cơ sở lưu trú phát triển đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Sầm Sơn. Việc nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn nghỉ, đi kèm các dịch vụ tiện ích đã đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng nguồn thu cho du lịch Sầm Sơn nói riêng, Thanh Hóa nói chung. Chiêu trò lừa đảo du lịch giá rẻ không mới, song bước vào mùa cao điểm, nhiều đối tượng đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn về du lịch giá rẻ thông qua các chiêu trò hết sức tinh vi trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có những trường hợp bị mất cảnh giác mà trở thành nạn nhân của những chiêu lừa đảo này. Trước thực trạng trên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ về lịch trình của tour du lịch, đặc biệt là những tour khuyến mại, giảm giá sốc. Trước khi đăng ký tour, người tiêu dùng cần yêu cầu công ty cung cấp chi tiết các nội dung liên quan như thời gian, phương tiện di chuyển, các địa điểm tham quan cụ thể, khách sạn, tiêu chuẩn bữa ăn, bảo hiểm du lịch. Đặc biệt nên chọn dịch vụ của những công ty, đại lý uy tín để tránh bị lừa đảo và có thể trao đổi thông tin, phản ánh về chất lượng dịch vụ khi cần thiết. Bên cạnh đó, người dân cũng cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch, có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh giấy tờ, chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành, du lịch. Đối với các trang mạng xã hội, fanpage, hoạt động mua bán, quảng bá các gói du lịch, nhất là gói du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ, người dân nên chọn các trang mạng xã hội có dấu tích xanh hoặc chọn các trang mạng xã hội có uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán. Xác nhận lại thông tin đặt phòng, đặt vé máy bay để kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Trước tình trạng học sinh, thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, mới đây đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng đồng loạt ra quân xử lý vi phạm. Đây là một trong số các thanh thiếu niên học sinh vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa phát hiện lỗi vi phạm như chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển mô tô, xe gắn máy trên 50 phân khối, điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm. Cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã mời chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển lên xử phạt vi phạm hành chính và cam kết không tái phạm tình trạng này. Lâu nay là gia đình cũng đã giám sát cháu những các cái hành vi trong cuộc sống, cũng như răn dạy cháu rất là nhiều điều rồi trong cuộc sống. Nhưng đôi khi vì cháu nó bốc đồng á, cùng bạn bè như xảy ra những các cái vi phạm như thế này, nhà trường và kể cả phụ huynh tôi cũng rất là buồn á, cho nên từ nay đi là bản thân tôi thế sẽ giám sát con chặt chẽ hơn rất nhiều á. Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến đường của thành phố Thanh Hóa như Đại lộ Lê Lợi, Đại lộ Năm Sông Mã, Quốc lộ 45, tầm từ 17 giờ đến 23 giờ xuất hiện một số thanh thiếu niên đi thành từng nhóm, điều khiển xe máy lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.
Để chấn chỉnh, ngăn chặn các vi phạm, Công an thành phố Thanh Hóa đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông, bố trí các tổ công tác trên các tuyến đường, kết hợp công khai, hóa trang mật phục, phát hiện 65 trường hợp học sinh, thanh thiếu niên vi phạm. Xuất phát từ tình hình thực tế, trong thời gian qua là có rất nhiều trường hợp các cháu thanh thiếu niên học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó là phần lớn là các cháu chưa đủ tuổi để điều khiển cái phương tiện giao thông mà trên 50 phân khối. Chính vì thế, trong cái đợt cao điểm lần này, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào cái số người tham gia giao thông là các thanh thiếu niên, học sinh trong các nhà trường. Đặc biệt là cái thời điểm mà các cháu chuẩn bị bước vào cái thời kỳ gian nghỉ hè sắp tới. Trong những ngày hè tới đây, đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố Thanh Hóa sẽ phối hợp với lực lượng của công an tỉnh và các phường xã điều tra, theo dõi, nắm tình hình số xe thường xuyên vi phạm để gọi hỏi răn đe, đồng thời tiếp tục ra quân phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông do thanh thiếu niên, học sinh gây ra. Tuy nhiên, để công tác xử lý đạt hiệu quả, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và gia đình cần có sự phối hợp chặt chẽ, giám sát, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bởi thanh thiếu niên, học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe sẽ không có các kỹ năng xử lý tình huống an toàn, bốc đồng, phóng nhanh vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng trong việc phát hiện kịp thời vụ cháy và chữa cháy hiệu quả ngay từ ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ, thời gian qua, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngay sau khi các tổ này đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả rõ rệt. Hơn 2 tháng sau khi xảy ra vụ cháy, đến nay shop thời trang Gơn Sinh tại số nhà 237 đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa đã hoạt động bình thường trở lại. Theo chủ cơ sở, nhờ những hộ dân trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy của khu phố phát hiện vụ cháy kịp thời ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt đám cháy, nên không để thiệt hại về người và giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Nếu mà hôm đó mà không có hàng xóm với lại tất cả của mọi người hàng xóm thì hôm đó là nếu mà là không đồng thời người ta không giúp đỡ mình thì là rất là phức tạp, mà lại có khi là cháy hết cả nhà mà còn người cũng có khi là cũng không còn nữa. Thực hiện chỉ thị 01 của chính phủ và các kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, của thành phố, Ủy ban nhân phường Lam Sơn là tiếp tục xây dựng kế hoạch để thành lập các cái điểm cháy công cộng, tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Thì theo kế hoạch thành phố giao là 20 cái tổ liên gia và 5 điểm cháy công cộng. Tuy nhiên là các đợt một sau khi rà soát thì phường Lam Sơn là thành lập được 46 cái tổ liên gia toàn phẩm và 17 cái điểm cháy công cộng. Sau cái đợt 1 thì đến đoạn 2 chúng tôi rà soát toàn bộ trên đoạn phường và yêu cầu thành lập hết, thì đến nay chúng tôi đã rà soát thêm được là 6 cái điểm cháy công cộng và 21 cái tổ liên gia đảm bảo phủ toàn bộ trên đoạn phường. Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy được thành lập gồm một nhóm khoảng từ 5 đến 7 hộ kết hợp nhà ở với kinh doanh. Ngoài trang thiết bị phòng cháy chữa cháy độc lập của từng hộ, các hộ trong tổ sẽ lắp đặt chuông báo cháy liên hoàn. Chỉ cần một hộ báo cháy thì chuông tại các hộ còn lại sẽ đồng loạt báo cháy, giúp công tác chữa cháy và cứu hộ được thực hiện kịp thời. Ngoài tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tại các ngõ hẹp có chiều sâu từ 50 mét trở lên mà ô tô chữa cháy không vào được sẽ bố trí các điểm phòng cháy chữa cháy cơ động, được trang bị phương tiện chữa cháy và vật tư y tế phục vụ sơ cứu ban đầu khi xảy ra vụ cháy. Cái mô hình này đã là rất là thiết thực đối với các cái hộ dân ở đây, vì lắp đặt ở đây là một cái chương trình tốt, được ví dụ một nhà cháy thì tất cả các gia đình đã có chuông báo động thì tất cả các gia đình đều tham gia để giúp và phòng cháy chữa cháy tốt hơn. Thì trong cái thời gian tới để tiếp tục duy trì và nhân rộng các cái mô hình này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân để tích cực chủ động tham gia các cái mô hình này, và cũng như là việc tự trang bị các cái kiến thức phòng cháy cháy và trang bị các phương tiện phòng cháy cháy, rồi các cái dụng cụ phá dỡ. Chúng tôi sẽ chủ động rà soát các cái phương án phòng cháy cháy tại các cái khu dân cư, hộ gia đình để cùng với các cấp chính quyền địa phương tổ chức thực tập các phương án phòng cháy cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập được 1.007 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và 827 điểm chữa cháy công cộng, đạt 90% số tổ và điểm phải thành lập theo quy định. Theo kế hoạch Trung ương giao, đến ngày 30 tháng 6, tỉnh Thanh Hóa phải hoàn thành việc thành lập các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm phòng cháy chữa cháy công cộng. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, với tiến độ thực hiện như trong thời gian vừa qua,
tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành kế hoạch trước ngày 15 tháng 6, sớm hơn 15 ngày so với trung ương giao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.